Tỉa được quả. Đấy, những cây nọc này là bị bỏ đây. Bỏ hết đây này. Chưa làm được. Càng sớm được càng tốt. Nọc này là bị bỏ. Bỏ quanh. Bỏ hết. Càng sớm càng tốt mà bác. Chỉ để nọc đầu cành. Thì nó sẽ không nuôi nọc mà nó nuôi vào quả. Cái thời điểm tỉa là mình lúc nào được. Chưa vội chứ làm thôi. Có bảo bác thì lúc nào tỉa gần nửa. Nhưng mà giữa cái nọc hè nói đầu cành nọc đầu thì nó tỉa. Vâng đúng rồi. Alo. Nọc nó ra ở thân lần sang năm và tăng. Càng tỉ sớm mà tốt. Nó thiếu à? Nó đỡ được vui. Vâng. Nó sải nấm rồi. Cái này vẫn lắm cũng nhớ được. Cái bột rễ này của anh là lúc ấy anh trông nổi hay là sau đấy anh trông đạt? Nổi đạt. Đây trông nổi. Đánh này thì quá cái luồn máy thế nào mà chết lắm rồi. Đây tôi toàn nổi chết hết. Đây người ngoài kia là người đánh máy kia. Đánh máy hết. Đánh máy cho đến đây nào được. Đi lại thì vẫn không quen được. Sảy còn nhiều người. Không nhưng mà đi lại đánh như này.